Chúa ở cùng chúng con và anh chị em. Và ở cùng cha. Tin mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Lạy Chúa, vinh danh Chúa, vinh danh Ngài. Khi ấy, Đức Giêsu kể dụ ngôn sau đây với một số những người tự hào cho mình là công chính mà khinh chê người khác. Có hai người lên đền thờ cầu nguyện, một người thuộc nhóm Pha-ri-siêu, còn người kia làm nghề thu thuế. Người Pha-ri-siêu đứng thẳng, nguyện thầm rằng: Lạy Thiên Chúa, xin tạ ơn Chúa vì con không như bao kẻ khác, tham lam, bất chính, ngoại tình, hoặc như tên thu thuế kia. Con ăn chay mỗi tuần 2 lần, con dâng cho Chúa 1/10 thu nhập của con. Còn người thu thuế thì đứng đằng xa, thậm chí chẳng dám ngước mắt lên trời, nhưng vừa đấm ngực vừa thưa rằng: Lạy Thiên Chúa, xin thương xót con là kẻ có tội. Tôi nói cho các ông biết, người này khi trở xuống mà về nhà thì đã được nên công chính rồi, còn người kia thì không. Vì phàm ai tôn mình lên sẽ bị hạ xuống, còn ai hạ mình xuống sẽ được tôn lên. Đó là lời Chúa. Mời cộng đoàn ngồi. Một lần nữa cha xin chào tất cả thiếu nhi chúng con và quý phụ huynh cũng như quý cộng đoàn chúng ta hiện diện trong những ngày tĩnh tâm này. Vì là tĩnh tâm cho thiếu nhi cho nên là những phần chia sẻ và phần câu hỏi chúng tôi sẽ dành ưu tiên cho thiếu nhi, cho nên quý ông bà anh chị em chúng ta nghe và chúng ta cùng hiệp ý với nhau. Và nhất là chúng ta cũng cần suy gẫm lại, mặc dù là những câu hỏi hoặc là những cái vấn đề nó tương đối là căn bản thì chúng ta cũng có cơ hội để suy gẫm lại. Cha chào chúng con. Bây giờ cha hỏi chúng con là chúng ta đang tĩnh tâm cho mùa vọng, vậy thì mùa vọng là gì? Rồi thấy có nhiều cánh tay giơ lên. Cha nghe nói hình như là các anh chị huynh trưởng đang chuẩn bị có nhiều món quà lắm. Con bước ra đây xem là trả lời cho cộng đoàn mùa vọng là gì. Dạ thưa cha, là Giáng sinh. Mùa vọng là Giáng sinh. À, cảm ơn con. Chưa chính xác lắm, chưa chính xác lắm. Rồi xin bạn nào có thể trả lời chính xác mùa vọng là gì. Rồi cha mời con. Dạ thưa cha, mùa vọng là mùa chờ Chúa đến. Chúng ta cho một tràng pháo tay thật to. Đúng rồi. Mùa vọng là mùa chờ Chúa đến. Vậy thì chúng ta chờ Chúa đến, chúng ta làm cái gì? Ai biết là bây giờ chúng ta đang chờ Chúa đến thì chúng ta sẽ làm cái gì? Cha mời con. Đọc cân đi ở xét mừng. Đọc kinh, đi lễ, xét mình. Cảm ơn con, chúc cho một tràng pháo tay. Đó cũng là một công việc. Bây giờ bạn nào có thể thêm ý kiến khác? Rồi cha mời con. Dạ là dọn đường cho thẳng cho Đức Chúa đi. Rồi bây giờ con đứng lại một chút xíu. Con nói bắt đầu có vẻ cha bắt đầu lung bung rồi đấy. Dọn đường, cha không biết dọn cái gì hết. Dọn đường là dọn cái gì? Dạ dọn lòng của mình. Lòng là cho ruột của mình là không còn cái gì nữa phải không? Lòng là ruột cái gì phải không? Là cái gì? Tâm hồn của mình. Tâm hồn cụ thể nhất con có thể cho cha biết là dọn thì con sẽ dọn cái gì? Dạ là mình sẽ chuẩn bị cho Chúa một cái tâm hồn sạch. Rồi cho em một tràng pháo tay thật to. Rồi em đã hiểu được cái câu em nói rồi. Cha mời con, nó giờ tay cào lắm. Rồi bây giờ con nói cho cha biết là con sẽ chuẩn bị cái gì để đón Chúa đến. Dạ thưa cha, nếu chúng ta là tín hữu Công giáo, chúng ta dọn đường cho Chúa là chúng ta phải từ bỏ tội lỗi,
từ bỏ ăn chơi, từ bỏ sa đà, từ bỏ những gì tất cả dục vọng. Thay vào đó, chúng ta đón chờ Thiên Chúa, chúng ta cầu nguyện, chúng ta làm việc bác ái, chúng ta xưng tội mỗi ngày, chúng ta luôn luôn kết hợp với Chúa. Và chúng ta phải xét mình tại, nếu mà chúng ta không xưng tội được, thì chúng ta xét mình tại nhà. Rồi, cảm ơn con. Rồi, rồi. Con đạo đức quá, con trả lời đạo đức quá, con sắp sửa lên thiên đàng rồi. Rồi, cảm ơn con. Con trả lời đầy đủ lắm. Thế thì bạn đã vừa trả lời cho chúng ta thấy là bạn chuẩn bị để chuẩn bị là từ bỏ tội lỗi, rồi làm việc lành phúc đức, rồi làm việc bác ái, rồi làm rất là nhiều những công việc đạo đức và vân vân. Thì đó là cái công việc. Còn riêng đối với thiếu nhi thánh thể chúng ta, chúng ta sẽ chuẩn bị tâm hồn bằng chính khẩu hiệu của thiếu nhi thánh thể. Đối chúng con, ai nhớ đến khẩu hiệu của thiếu nhi thánh thể chúng ta? Ai còn nhớ? Rồi, có mấy khẩu hiệu và khẩu hiệu đó như thế nào? Rồi, mời con. Dạ thưa cha, khẩu hiệu của thiếu nhi thánh thể là hy sinh. À, mới có một cái hy sinh thôi. Cảm ơn con. Nhưng mà lát nữa rồi vỗ tay luôn. Mới có một cái à? À, khẩu hiệu thiếu nhi thánh thể. À, cha mời con. Dạ thưa cha, khẩu hiệu của thiếu nhi thánh thể là ngoan. À, ngoan hả? À, đấy là châm ngôn tiểu thiếu nhi thánh thể. Còn khẩu hiệu cơ. À, cái này phải tương đối là cái ngành lớn một chút thì sẽ trả lời đến khẩu hiệu của thiếu nhi thánh thể. Không biết là con áo đỏ, con bước ra. Rồi, con cho cha biết là khẩu hiệu của thiếu nhi thánh thể là cái gì? Dạ thưa cha, là hy sinh. Hy sinh, có một cái giống bạn kia. À, bây giờ có bạn nào trả lời khác không? Rồi, bây giờ thôi, bỏ tay xuống đi. Bây giờ cha sẽ tập cho chúng con một bài hát thì nó sẽ ra khẩu hiệu của thiếu nhi thánh thể. Cầu nguyện rước lễ, hy sinh làm tông đồ. Khẩu hiệu thiếu nhi em bền tâm luôn giữ. Cầu nguyện rước lễ, hy sinh làm tông đồ. Khẩu hiệu thiếu nhi em chẳng quên bao giờ. Có biết bài hát này không? À, ai không biết bài hát này thì bây giờ cùng tập hát. Còn ai biết bài hát này rồi cùng với cha hát lên ca đoàn hát được không? Rồi, xin ba ca đoàn rồi cùng với tất cả các em thiếu nhi chúng ta hát một lần nha. Cầu nguyện 2, 3. Cầu nguyện rước lễ, hy sinh làm tông đồ. Khẩu hiệu thiếu nhi em bền tâm luôn giữ. Cầu nguyện rước lễ, hy sinh làm tông đồ. Khẩu hiệu thiếu nhi em chẳng quên bao giờ. Bây giờ chúng con hát thêm một lần nữa, vừa hát vừa vỗ tay để cho thuộc luôn nhá. Cầu nguyện, xin ca đoàn cùng hát luôn. Cầu nguyện rước lễ, hy sinh làm tông đồ. Khẩu hiệu thiếu nhi em bền tâm luôn giữ. Cầu nguyện rước lễ, hy sinh làm tông đồ. Khẩu hiệu thiếu nhi em chẳng quên bao giờ. Vậy thì chúng con thân mến, là chúng con có, là thiếu nhi thánh thể chúng con có 4 khẩu hiệu khi chúng con chào. Chúng con nhớ nha, chào. Đó là 4 khẩu hiệu của thiếu nhi thánh thể. Thứ nhất là cầu nguyện. Thứ hai là rước lễ. Thứ ba là hy sinh. Thứ bốn là làm một việc tông đồ. Đó là khẩu hiệu của thiếu nhi thánh thể. Vậy thì trong 3 ngày hôm nay tĩnh tâm, cha sẽ chia sẻ với chúng con. Thứ nhất là hôm nay là cầu nguyện. Ngày mai cha sẽ chia sẻ với chúng con, đó là việc rước lễ. Và ngày cuối cùng cha sẽ chia sẻ với chúng con hy sinh và làm việc tông đồ. Đó là 3 ngày. Thế thì hôm nay chúng ta sẽ nói với nhau về cầu nguyện. À, bây giờ chúng con thử cho cha và cộng đoàn biết là
cầu nguyện là gì? Ai có thể định nghĩa cầu nguyện là gì? À, cha thấy các bạn dưới này giơ tay rất là cao rất lâu rồi. Cha mời con bước ra đây xem là con bấy lâu nay đi học giáo lý, đi sinh hoạt thiếu nhi thánh thể, con có biết cầu nguyện là gì không? Bây giờ con kể xem cho cộng đoàn cầu nguyện là gì. Dạ thưa cha, cầu nguyện là nói chuyện với Chúa. Rồi, cho một tràng pháo tay thật to. Vâng, và cảm ơn con, ngồi xuống. Cầu nguyện là nói chuyện với Chúa. Rồi các bạn nào khác có thể có một cái câu trả lời nào khác không? Rồi, cha mời con. Đấy, con bước ra đây coi xem là cầu nguyện là gì con. Cầu nguyện nói chuyện với Chúa. Bạn trả lời rồi. Còn gì nữa? À, đang quên ra tới đây quên mất tiêu rồi. Rồi thôi, là lát nữa ngồi nghĩ nói chuyện sau. Rồi bạn con trai đi. Con trai cho biết là cầu nguyện là gì? Theo con. Dạ cha, là cầu nguyện là đọc kinh. Cầu nguyện là đọc kinh. À, đúng rồi. Bây giờ xem bạn nào có thể trả lời hay hơn nữa không? Rồi, cha mời con bước ra đây. Đấy, con nói cầu nguyện là gì? Dạ thưa cha, cầu nguyện nghĩa là chia sẻ những điều của mình với Chúa. Chia sẻ cái gì? Chia sẻ những điều với Chúa. À, những điều của mình với Chúa. Rồi, cũng đúng luôn. Rồi, xem là có ai có câu hỏi, câu trả lời hay hơn không? Rồi, cha mời con gái bước ra đây. Dạ thưa cha, cầu nguyện với Chúa là cầu nguyện, là cầu những điều mà mình muốn với Chúa. Mình muốn nói chuyện với Chúa, phải không? Rồi, cảm ơn con. À, cũng gần giống ý như kia. Rồi, bây giờ thôi, bây giờ chúng ta tạm ngừng chỗ này, câu hỏi. À, cầu nguyện là hướng lòng lên Chúa, hướng tâm hồn mình lên Chúa. Rồi, cầu nguyện cũng là nâng tâm hồn mình lên với Chúa. Nhưng mà không biết nâng cái gì, biết nâng sao. Có một vài bạn vừa rồi đã trả lời cầu nguyện là trò chuyện với Chúa, nói chuyện với Chúa, tâm sự với Chúa, rồi chia sẻ với Chúa những điều mình đang suy nghĩ. Hay quá, các bạn vừa rồi trả lời hay quá. Rồi cầu nguyện còn cái gì nữa không? Xin ơn. Xin ơn Chúa ơi, cho con được mau lớn, có phải không? Chúa ơi, cho con được học giỏi. Có ai xin Chúa cho học mình học giỏi không? Đó là mình xin ơn đó chúng con. À, cầu nguyện để xin ơn. Và ơn phần hồn và ơn phần xác. Cho con được chóng lớn. Rồi, Chúa ơi, cho con được yêu mến Chúa. À, có những bạn thì nói là Chúa ơi, mai mốt con lớn, Chúa cho con đi tu. Có những người xin ơn Chúa như vậy. Rồi chúng ta có những cái cám dỗ, ma quỷ cám dỗ, nó đẩy chúng ta đi đến chỗ phạm tội. Nó bảo mày phạm tội đi, mày phạm tội đi, phạm tội đi. Thì xin ơn Chúa làm sao? Cầu nguyện để xin ơn Chúa, để mình khỏi rơi vào cạm bẫy của ma quỷ, không phạm tội. Cầu nguyện để xin ơn Chúa. Rồi cầu nguyện còn cái gì nữa không là chúng con? Còn gì nữa không? Cầu nguyện còn. Bây giờ thôi, con mời con. Thấy giờ tay từ nãy giờ mỏi tay quá rồi. Cha chỉ sợ về nó bị liệt tay. Bây giờ cầu nguyện còn cái gì nữa không nào? Dạ thưa cha, là vui chơi với Chúa. Vui chơi với Chúa. Rồi cảm ơn con. Đó cũng là một ý tưởng rất hay. Chúng ta cho một tràng pháo tay. Cảm ơn con. Cầu nguyện cũng là vui chơi với Chúa. Đến trò chuyện chơi với Chúa. Chúa ơi, con chơi với Chúa này. Rồi cầu nguyện còn tạ ơn Chúa, cảm ơn Chúa. Rồi cha kể chúng con nghe một câu chuyện. Trong cái đợt Covid vào tháng 3 vừa rồi, tháng 3 năm vừa rồi, thì xảy ra có một cụ già 93 tuổi là cụ bị nhiễm Covid-19. Thế là người ta phải đưa cụ vào trong bệnh viện để mà người ta cho vào cái máy thở oxy. Còn nếu không có máy trợ thở đó là cụ sẽ chết. Thế là cụ mấy ngày ở trong bệnh viện, người ta giúp cho cụ thở bằng cái máy oxy đó.
Thế thì sau khi khỏi bệnh rồi thì người ta tính tiền. Và cái tiền đắt nhất không phải là tiền thuốc, mà là tiền phải dùng cái máy thở oxy, hết mấy ngàn euro. Thế là cụ cầm một cái phiếu tính tiền đó, cụ nhìn vào phiếu tính tiền, cụ khóc. Cụ khóc nức nở. Y bác sĩ đứng đó không hiểu tại sao ông cụ già này khóc. Và thế là có một y tá đến lại gần, và cụ nói là: cụ ơi, cụ có đủ tiền để trả không? Nếu cụ không có đủ tiền trả không sao đâu, tổ chức xã hội họ sẽ giúp cho cụ trả cái số tiền này. Ông cụ bảo: không, tôi không phải là tôi không có tiền để tôi trả, tôi có dư tiền để tôi trả nữa, tôi giàu có lắm. Mà tôi không trả được, con tôi nó cũng sẽ trả cho, tôi giàu mà. Thế mà tại sao cụ lại khóc? Cụ bảo: năm nay là tôi 93 tuổi, mà tôi chỉ thở máy có mấy ngày thôi mà hết mấy ngàn euro. Còn trong khi đó là 90 mấy năm trời tôi hít khí trời, tôi hít khí oxy mà trời cho tôi miễn phí bao nhiêu năm không tính tiền. Tôi khóc vì vì Chúa thương tôi, Chúa không tính tiền tôi, mà bây giờ tôi chỉ hít cái khí oxy là cái máy mà người ta tạo ra thì tôi phải trả tiền. Cảm ơn Chúa đã cho mình có những cái miễn phí, miễn phí. Vậy thì chúng con thấy rằng là tạ ơn Chúa có những điều Chúa cho chúng con không phải tính tiền. Vậy thì bây giờ cha hỏi chúng con nữa là trong cuộc sống của chúng con, trong hàng ngày đó, chúng con thấy có cái gì được miễn phí? Có cái gì được miễn phí không nào? Thử cha thử coi xem là có bạn nào. Rồi cha mời con áo vàng. Thử coi con bước ra đây xem là trong cuộc sống của con có cái gì mà con được xài miễn phí mà không phải tính tiền? Dạ thưa cha, là ánh sáng. Ánh sáng hả? Dạ thưa cha, là ánh sáng. Ăn sáng là miễn phí. Con ăn ở đâu? Mời cha đi ăn với. Hả? Con ăn. Ánh sáng. Cho một tràng vỗ tay thật to. Vâng. Cha cứ tưởng nó là bảo đi ăn sáng. Ăn sáng mà miễn phí là mời cha đi ăn với. Ánh sáng, đúng rồi, ánh sáng. Nếu mà bây giờ mình thắp đèn này này, đang cái đèn này là mình phải trả tiền này. Đèn sáng như thế này đang phải trả tiền này. Nhưng mà ban ngày là ánh sáng tự nhiên, không phải trả tiền. Rất chính xác. Ai có thể cho thấy là chúng ta còn đang xài cái gì miễn phí nữa? Rồi, cha mời con. Con xem con xài cái gì miễn phí. Dạ thưa cha, là chơi Noel. Cái gì? Chơi Noel. Chơi Noel được miễn phí. Nhưng mà mẹ, ba mẹ con phải chở con đến đây, hơi mệt đó nha. Rồi, cảm ơn con. Giờ xem bạn nào có ý kiến. Có áo đỏ, con bước ra đây. Con xem là con cho cha biết là con sẽ xài cái gì, con sử dụng cái gì là miễn phí. Dạ thưa cha, là thời gian. Thời gian, chúng ta cho một vàng cho tay thật to. Đúng rồi. Thời gian. Thời gian Chúa cho chúng ta sử dụng thời gian này miễn phí. Vì mỗi ngày chúng ta có rất nhiều thời gian để làm nhiều việc. Nhiều việc, rồi còn cái gì nữa không? Rồi cha mời con xem là con tìm xem được là có cái gì miễn phí không nào? Dạ thưa cha, là gió. Gió, gió làm cho ta mát. Chúng ta cho một tràng vỗ tay nữa. Gió làm cho ta mát, gió tự nhiên. Đấy, rồi còn cái gì nữa không nào? Rồi bây giờ con đứng đây, rồi con đứng lên. Rồi con cho xem là con thử nghĩ ra không có cái gì là miễn phí không? Dạ thưa cha, là mưa. Mưa, rồi, cũng đúng luôn. Rồi, bây giờ cha gợi ý cho chúng con một cái là chúng con có mặt trên trần gian này là nhờ ai? Nhờ ai? Có mặt trên trần gian này là nhờ bố mẹ chúng con, rồi cộng tác với Chúa cho chúng con. Rồi ngày hôm nay chúng con đi học, đến trường cũng miễn phí đó.
phải không? Bởi vì là bố mẹ chúng con đóng hết, bố mẹ chúng con đóng tiền hết rồi, cho chúng con đi học miễn phí. Chúng con có phải đóng tiền nào không? Không đóng, mà là bố mẹ chúng con đóng tiền cho chúng con. Vậy thì những cái gì chúng con được miễn phí đó, chúng con có cảm ơn Chúa, cảm ơn bố mẹ chúng con không? Ai đã cảm ơn Chúa và cảm ơn bố mẹ rồi, giơ tay cho coi. Rồi cảm ơn chúng con bỏ tay xuống. Vậy thì ngày hôm nay chúng con về nhớ là mình cầu nguyện để cảm ơn Chúa, Chúa đã cho có bố có mẹ, để rồi chúng con ngày hôm nay chúng con được đến trường, chúng con được đến học giáo lý, chúng con được sinh hoạt, chúng con được ăn uống và chúng con được hít khí thở khí oxy một cách miễn phí. Rồi Chúa cho mưa, Chúa cho gió, Chúa cho ánh sáng mà chúng ta được hưởng. Tạ ơn Chúa, cảm ơn Chúa. Đó là cầu nguyện đấy chúng con. Rồi bây giờ cha hỏi chúng con thêm một câu nữa. Cầu nguyện trong tâm tình gì? Tụi con thử coi xem, nếu chúng con cầu nguyện thì chúng con cầu nguyện với tâm tình như thế nào? Có phải là cau có không? Có phải là gồng người lên không? Có phải khóc thét lên không? Có phải đến với Chúa xong rồi mình làm một cái cử chỉ gì đó được không? Rồi bây giờ ai thì cho cha biết là mình cầu nguyện với tâm tình như thế nào? Rồi cha thấy bạn này giơ tay ngay từ đầu mà giơ mãi. Rồi con đứng lên, con cho cậu cộng đoàn biết là con cầu nguyện với tâm tình như thế nào. Dạ thưa cha, là con cầu nguyện với tâm tình là vui vẻ và biết ơn. Vui vẻ và biết ơn, cảm ơn con. Bây giờ bạn nào có thể có những sáng kiến khác? Rồi cha mời con. Dạ thưa cha, là nghiêm túc. Nghiêm túc, bạn này có thêm cái nghiêm túc nữa. Rồi xem bạn này có cái gì nào. Dạ thưa cha, con cầu nguyện với tâm tình bình an. Bình an. Rồi con gái trên này xem là cầu nguyện sao. Dạ thưa cha, con cầu nguyện với tâm tình là phải sám hối. Sám hối. Rồi cảm ơn con, khá hay đấy. Sám hối, tâm tình sám hối. Rồi còn gì nữa không nào? Bây giờ trước tiên chúng con cầu nguyện là chúng con phải xác tín là chúng con tin có Chúa. Nhớ nha, chúng con nhớ, khi cầu nguyện phải tin là có Chúa. Còn cầu nguyện mà không tin có Chúa thì cầu nguyện nó vô ích. Rồi cầu nguyện phải có lòng yêu mến Chúa. Cũng vậy, như là chúng con về nhà, chúng con muốn xin cái gì bố mẹ chúng con thì chúng con phải yêu mến bố mẹ. Nếu mà không yêu mến bố mẹ thì có xin được không? Không xin được cái gì hết. Rồi bên cạnh đó thì chúng con thấy là chúng con cầu nguyện để phó thác. Cầu nguyện phó thác. Phó thác ở đây đó là để cho ý của Thiên Chúa được thực hiện, không phải là ý của con. Không phải là ý của con. Rồi cầu nguyện bên đó thì chúng con nhớ một điều căn bản mà vừa rồi một bạn đã trả lời, đó là mình phải khiêm tốn, nhìn nhận mình là yếu đuối, tội lỗi trước mặt Chúa. Chúng con nhớ trong câu chuyện mà trong tin mừng cha vừa công bố đó. Câu chuyện tin mừng đó làm sao nè? Câu chuyện kể về hai cái người nào đó. Bây giờ con trai đứng lên. Con trai biết là cái câu chuyện trong tin mừng vừa rồi nghe đó là câu chuyện gì? Dạ thưa cha, là kể về một người giàu, một người nghèo. Chưa chính xác lắm. Rồi con đi. Và con sẽ trở lại cái câu chuyện nó kể về hai người nào đó. Dạ cha, là cái kể về hai người là người tu tế và người nhóm Pharisêu. Rồi chúng ta cho một tràng pháo tay thật to. Vâng, đúng rồi. Người thu thuế và người Pharisêu. Vậy thì hai người đó có thái độ như thế nào khi cầu nguyện? Ai nhớ về cái câu chuyện đó? Rồi cha mời con áo đen, con bước ra đây. Hai người thu thuế, một người thu thuế và người Pharisêu đó cầu nguyện thì có thái độ như thế nào? Dạ thưa cha, là người Pharisêu có thái độ gọi là khinh người khác,
và người thu thuế thì có cái thái độ là tôn trọng người khác, tôn trọng Chúa Giêsu. Rồi chúng ta cho một tràng pháo tay, ít nhất là em đã kể ra. Rồi chúng ta thấy là người thu thuế và người Pha-ri-siêu có thái độ khác nhau hoàn toàn. Người Pha-ri-siêu thì đứng tự hào, đứng gần bàn thờ và tự xưng mình: lạy Chúa, con tạ ơn Chúa, con không có như bao nhiêu kẻ khác, con làm việc tốt lành, con ăn chay một tuần hai lần, con không có trộm cắp, con không có cả chớn, con không có phá đám, con không có đánh lộn, và con lại còn phải dâng cho Chúa 1/10 tài sản mà con đã thu nhập lại để con dâng cho Chúa. Tốt không? Tốt quá đi. Cái người Pha-ri-siêu làm như vậy tốt lắm. Nhưng mà làm sao? Anh ta kể với Chúa là anh ta kể công hết rồi. Đó là công lao của anh ta làm, Chúa không còn có chỗ để đi vào cuộc đời của anh nữa. Còn người thu thuế là người tội lỗi thì cúi mình xuống đấm ngực: lạy, xin thương xót con là kẻ có tội. Anh ta nhận mình là có tội, Chúa bảo lập tức là cái người này về trở nên công chính, là được Chúa nhận lời. Cầu nguyện, khiêm nhường, sám hối, nhận mình là kẻ có tội, lập tức về được nên công chính. Chúng ta thấy đó là thái độ cầu nguyện. Và bây giờ cái cuối cùng, Cha thử hỏi chúng con có thực hiện được không? Đó là giả sử chúng con được mời gọi để cầu nguyện thì chúng con sẽ cầu nguyện cái gì? Chúng con sẽ cầu nguyện cái gì? Nếu chúng con cầu nguyện thì chúng con có cầu nguyện cái gì? Sao toàn thấy những cái khuôn mặt nó rất là thân quen, nó giơ tay hoài à? Rồi Cha mời con, con như con chưa trả lời câu hỏi nào. Bây giờ con, nếu con cầu nguyện thì con sẽ cầu nguyện cái gì? Dạ thưa Cha, là con sẽ cầu nguyện có thể gặp được Chúa. Con gặp được Chúa, hay đấy. Nhưng mà bây giờ cái đấy không biết là con gặp cỡ nào thì không biết nữa. Bây giờ bạn nào có thể cho Cha biết? Rồi Cha mời con bước ra đây xem là con, nếu con cầu nguyện thì con cầu nguyện cái gì? Dạ thưa Cha, nếu con cầu nguyện thì con cầu nguyện cho gia đình con được mạnh khỏe. Rồi rất là hay, rất là hay. Rồi còn có bạn nào khác nữa không? Bạn mới, Cha mời ra đây. Bây giờ Cha phải tìm những bạn mới. Bạn nào chưa trả lời câu hỏi sẽ được ưu tiên hơn. Bây giờ vậy theo con thì nếu con phải cầu nguyện thì con cầu nguyện cái gì? Thưa Cha, nếu con được cầu nguyện thì con sẽ cầu nguyện cho danh Chúa được tỏa sáng. Cho danh Chúa được tỏa sáng. Rồi rất hay, rất hay. Không cầu nguyện cho mình mà cầu nguyện cho gia đình, cho ba má, rồi cho danh Chúa được cả sáng. Xem là con gái có áo đỏ, con bước ra coi nào. Áo đỏ, con trả lời lần thứ hai rồi. Bây giờ con trả lời xem là con, nếu con phải cầu nguyện, con cầu nguyện cái gì? Dạ thưa Cha, là con cầu nguyện cho gia đình con luôn sống với con. Gia đình con làm sao? Luôn sống với con. Sống với con, rồi tốt quá. Một lời cầu nguyện rất là hay, rất là ý nghĩa. Cha mời con gái bước ra đây, xem là con sẽ cầu nguyện cái gì? Thưa Cha, là cầu nguyện cho ba mẹ. Cầu nguyện cho ba mẹ, rồi ý cũng rất là hay luôn. Thế thì trước tiên Cha xin tóm lại như thế này: chúng con nhớ có 10 điều tâm niệm của thiếu nhi thánh thể không? Điều thứ nhất là cái gì? Ai nhớ 10 điều tâm niệm của thiếu nhi thánh thể mà điều thứ nhất là cái gì nào? Không biết là cả đoàn có ai biết không? 10 điều tâm niệm của thiếu nhi thánh thể. Con biết là con có trả lời được không? Con trả lời là xuất sắc đấy. Rồi, con đọc thử 10 niệm tâm niệm thánh thể. Con chỉ biết một cái à. Con chỉ biết một cái à. Cái gì con nói to lên? Cầu nguyện. Cầu nguyện chưa phải. Bây giờ phải đọc được điều tâm niệm. Rồi, Cha mời con trai. Con bước ra đây xem là con thử đọc 10 điều tâm niệm. Bây giờ con chỉ cần đọc cái điều thứ nhất thôi.
Dạ thiếu nhi dâng ngày mỗi sáng. Cái gì? Dạ thiếu nhi dâng ngày mỗi sáng. Thiếu nhi dâng ngày mỗi sáng. Dâng ngày là dâng cái gì? Dạ dâng những điều mà mình làm trong ngày đó. Rồi, cảm ơn con, chúng ta cho một tràng pháo tay thật to. Rồi, đúng rồi. Một trong 10 điều tâm niệm của thiếu nhi thánh thể là mỗi sáng các em thức dậy để dâng mình cho Chúa, dâng cảm ơn Chúa đã cho con ngủ qua một đêm, và con xin dâng Chúa trong một ngày hôm nay, một ngày mới, con sẽ đi học này, con sẽ đi chơi này, con sẽ được ăn sáng này, con sẽ được ba mẹ con cho con đi chỗ này, đi chỗ kia, hay là con ngồi nhà con học bài vân vân. Dâng lên Chúa, dâng lên Chúa trong ngày hôm nay. Và mỗi một sáng như vậy là phải cầu nguyện với Chúa. Cầu nguyện với Chúa. Rồi ngoài ra thì chúng ta thấy rằng là có các bạn vừa rồi vừa mới nói là cầu nguyện cho theo thánh ý của Chúa, cầu nguyện cho gia đình, cầu nguyện cho thế giới. Và bây giờ đặc biệt là mỗi ngày Chủ nhật cha thấy chúng con, cha ở cái phòng nó gần đây này, thế cho nên là cha nghe chúng con hay mỗi Chủ nhật vẫn cứ cầu nguyện cho cái gì nhỉ? Trước khi thánh lễ có một cái kinh cầu nguyện cho cái gì ta? Cầu nguyện cho gì? Cầu nguyện cho gì? À, bây giờ con thử xem là con cầu nguyện cho cái gì? Mỗi ngày Chủ nhật cha thấy chúng con đọc kinh, đọc cái kinh đó cầu nguyện, nó rất là đặc biệt. Xong rồi cuối cùng là có một lời cầu nguyện với Đức Mẹ. Quên rồi hả? Rồi, con nhớ không? Đó là cầu nguyện cho dịch bệnh, tức là cầu nguyện cho dịch Covid nó chóng qua đi và những người bị nhiễm Covid đó được ơn chữa lành. Cầu nguyện cho các y bác sĩ, người ta sẵn sàng tận tâm tận lực để giúp cho các bệnh nhân đó được chữa lành. Rồi cầu nguyện rất cho rất là nhiều những thành phần của xã hội để chúng con. Vậy thì ngày hôm nay công việc của chúng con sẽ ra về đó, lão đà chúng con cố gắng để cầu nguyện đó, bằng những lời tâm sự với Chúa, và ít nhất chúng con cũng phải có những lời kinh. Thuộc kinh kính mừng thuộc không? Rồi kinh lạy cha thuộc không? Rồi kinh sáng danh thuộc không? Bây giờ cha xin chúng con là tối hôm nay chúng con trước khi đi ngủ đọc một kinh lạy cha và 10 kinh kính mừng và một kinh sáng danh, rồi chúng con đi ngủ. Được không? Được không nào? Dễ quá phải không? Dễ quá. Thế thì đó là cái công việc rất nhỏ của chúng con. Bây giờ đây chúng con quỳ gối xuống để chúng ta cùng trong tâm tình để cầu nguyện. Cảm ơn Chúa vì đã thương ban cho chúng con
có thời gian quy tụ lại nơi đây để được chuẩn bị tâm hồn đón Chúa qua các buổi tĩnh tâm. Chúa ơi, hôm nay chúng con được nghe Cha giảng về việc cầu nguyện. Chúng con cũng chợt nhận ra mình chỉ lấy thời gian rảnh để chơi game, xem tivi mà ít khi nào nhớ đến Chúa, cầu nguyện, tâm sự với Chúa. Xin Ngài giúp cho chúng con biết siêng năng đến với Chúa, cầu nguyện với Chúa để được kết hợp với Chúa trọn vẹn hơn, đặc biệt là trong mùa vọng này. Amen. Lạy Chúa Giêsu, xin Chúa soi sáng và ban thêm sức mạnh để chúng con có thể vượt qua những cám dỗ của ma quỷ và những thử thách khó khăn trong cuộc sống. Chúa ơi, xin giúp chúng con siêng năng cầu nguyện và luôn vững lòng trông cậy vào Chúa, để chúng con có thể lan truyền tình thương của Chúa đến tất cả mọi người, đặc biệt là những ai chưa biết Chúa. Amen. Lạy Chúa, đó là tất cả những ước nguyện của chúng con, cũng như là những ước nguyện thầm lặng của mỗi người chúng con đang hiện diện nơi đây. Chúng con dâng lên Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Xin mời chúng con.